Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Amy Family, cuộc sống Mỹ du thà của mình. Video hôm nay mình sẽ lưu lại một sự kiện đặc biệt, đó là hôm nay là ngày July 4, ngày Quốc khánh Mỹ, còn gọi là ngày độc lập Hoa Kỳ. Vào ngày này thì tất cả công dân Hoa Kỳ đều có một niềm vui chung, đó là mua pháo hoa để chúc mừng ngày Quốc khánh Mỹ. Và hôm nay thì vợ chồng mình cũng sẽ đi mua pháo hoa để hưởng ứng ngày July 4. Và bây giờ mời các bạn cùng đồng hành với mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ cùng các bạn tham quan coi chỗ này người ta bán pháo như thế nào nha. Hôm nay thì có rất là nhiều người đến đây để mua pháo hoa. Và ở đây cũng bán rất là nhiều loại. Đây là pháo hoa hình quả tiễn nè các bạn. Còn có nhiều loại pháo hoa khác nữa như hình xe monster con trai mình đang cầm nè. Rồi có hình con rùa. Rồi pháo hoa bắn lên trời. Rồi tia chớp. Rồi có những cây pháo hoa cầm tay để mà các bạn nhỏ chơi nữa đó các bạn. Kìa đi lại, ba mua pháo bông cho, đi 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 đi. Ba mua cái nào ba ơi, rồi đi lại ba đi. Rồi đi. Rồi ba đi đi. Ba đi đi. Ba đi đường này. Rồi đi đi, kêu đi theo ba. All these cakes. Mua pháo mà phải ghi bằng lái xe của mình vô này nọ rồi ghê gớm không? À, tại vì chồng mình nói là mình ghi như vậy á, thì khi mà mình chơi pháo á, có bị cháy nổ gì á, thì mình tự chịu, chứ ở đây người ta không có chịu trách nhiệm. Mua pháo về chơi đây. Xe Jester màu đỏ đúng không? Chuẩn bị rồi. Rồi đứng ra đây, đứng lại gần đây nha. Đây, giơ tay xin lên đây. Pháo của nhà mình đây. Đây đây đây, cười cười. Đấy, cũng thấy cho mình nè đó. Quá đẹp. Đẹp quá. Cho nó coi cho quen mẹ, đừng sợ mẹ. Nhà này chơi quá trời. Thank you.
Wow. Còn nữa không? Wow. Giờ nó chơi rồi. Dữ dội luôn. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của mình. À, nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.